đề nghị chi cổ tức tương ứng phần trăm lợi nhuận 50% bằng tiền và 20% bằng cổ, mà gần như đại hội nào cũng hay bàn chia tiền. Có hai ý kiến liên quan chia tiền, và ý kiến này cũng là chia tiền luôn. Hội đồng quản trị ban hành sẽ chia sẻ thêm về tiến độ thực hiện dự án triển khai, đề nghị về thưởng cho ban hành là 6 tỷ. Ok, về cổ tức đề nghị chia 65 tiền và 10% cổ, mà cực kỳ cao. Và chắc đoạn này rồi, mình nghĩ nó cũng không đây này, ta có thể xem về cái năm bữa 20 đi, xem như nào. À không, như cả phép không ghi rồi. Vâng, đây là đến 22 rồi. Vâng, bật cái đã dành 13, như vậy là ông này không không ghi rồi. Đây, mình vào trang VD vậy, đúng không? 1, 2, 3, như vậy là có 4 lần trả cổ tức. Vâng, xem nó cao như nào, 10%. Đợt này 15, như vậy là 25. 25, đợt này cũng 15, đúng không? Như vậy là 40. Và cuối cùng, vâng, đúng 50. 50% tiền, 10% cổ, vâng, rất cao. Vâng, cuối cùng thì nó rất cao. Và đề nghị là chia 60% tiền, mà cuối cùng thì năm đấy là 50% tiền và 10% cổ. Trong hai cái phần công lượng khó là chuyển sang 20, ban hành nên chi tiết tình hình thực hiện của lượng khó là như thế nào sang 20, nợ tăng hay nợ giảm, và nợ khó đòi chứ đâu đâu, và nợ mỗi năm chỉ có tăng chứ không giảm. Rồi, đúng với ý ý này rồi. Vì cái thứ năm nó về cổ tức hệ điều hành nên cân đối phù hợp với cổ tức và đầu tư cho hợp lý, đúng rồi, mãi mới được ý kiến tăng trưởng. Và chia tiền nhiều quá là khó khó phát triển. Đề nghị thưởng cho đường vượt kế hoạch cho ban điều hành, về thưởng nên có kế hoạch ngay từ đầu năm. Về nhân lực nên có quỹ để tiếp tục nâng cao nhân lực, đào tạo thêm nhân sự kế thừa. Về công nợ nên phân công cụ thể người bán hàng cho khách hàng nợ bao nhiêu, đúng không? Thu nợ như nào để tránh nợ khó đòi. Và ý kiến thứ sáu là nên xem xét lại tỷ lệ 100% cổ tức, đề nghị là 50% thêm vào 10%, đúng không? Đây về sau chính là cái ý kiến này. Và ý kiến thứ bảy, đề nghị khen thưởng cá nhân cho ông Trần Hoàng Huân, đúng không? Đang là nhiệm vụ tổng, à lúc này anh này đang là tổng đốc, bây giờ thì thế là chủ tịch rồi. Vâng, đây đây, việc khen thưởng cá nhân thuộc về thẩm quyền của đồng quản trị. Đoàn chủ tịch sẽ thống nhất với sinh viên là điều chỉnh cổ tức 20 từ 50 đến 60%, đúng không? Trong đó thì 50% tiền mới có, đúng rồi, khen thưởng ban hành là 6 tỷ, đúng không? Về công nợ đến giao nghiên cứu về chính sách nợ, xử lý khoản nợ trên 10 năm, và cuối cùng thì cũng đã làm như vậy. Và như vậy là chúng ta cũng không có gì thêm đặc biệt cả, một ít thông tin thôi. Và cuối cùng thì về đường này thì không còn nữa rồi. Như vậy là từ chỗ mà bắt đầu làm thôi, và từ từ chỗ mà mà được tỉnh công nhận đến lúc tỉnh, à đến lúc bây giờ bắt đầu làm, đúng không? Là 2 năm rồi, đúng không? Và cách đây đại cổ đông này cách đây 2 năm rồi. Và đến lúc mà tiếp theo ra tiền chắc là đường số 4, đúng không? Rồi sau đó mới đến D7 giai đoạn 2, đúng không? Thế còn cái nguyễn trọng dân chắc khả năng mình nghĩ là ông họ cũng kinh doanh gần như là đã sắp xong rồi. Và đấy là cái cấu trúc mà chúng ta nhìn thấy như vậy. Như thế thì có thấy trong số 5 cái dự án mà đang được kê ra đây, thấy là dự án này gần như là khả năng là sắp xong rồi, đúng không? Và chính là toán trong khoảng từ năm ngoái giờ. Dự án này cũng cũng như vậy, đúng không? Và hai ba cái dưới này là mình cho là vẫn còn mới, đúng không? Và sẽ được hành toán dần trong tương lai. Và đây là cái chúng ta rút ra như vậy. Tuy nhiên ở đây thì trong các đại cổ đông gần như là họ họ thông tin về cái này rất ít. Vâng, mình có tham khảo thử qua cái fanpage của công ty ấy, thì cũng cực kỳ thông tin và nó không 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 có nhiều. Vâng, đây đây thì phải, đúng không? Đầu tư đây này. Vâng, đây ví dụ bạn thông tin quá cũ rồi. Vâng, ảnh cực kỳ cũ.
Mình search chữ Tico thôi đúng không, tên tên của công ty thôi, thì cũng chỉ ra được đến một ít thôi đúng không, bê tông Tico Tân Phước đây chắc cũng chỉ vài trăm thành viên đúng rồi. Rồi có một bạn nào đấy đúng không, kỷ niệm 45 năm đây đúng rồi, đây và toàn thông tin rất lâu rồi đúng không, có thấy chúng ta rất khó dùng các cái thông tin này và như vậy rất khó khăn đúng không? Trong cái việc có thêm những cái thông tin chi tiết hơn đúng không? Để cho chúng ta có thể có những đánh giá đúng không? Và bây giờ thì chúng ta sẽ vào thử báo cáo tài chính qua của công ty xem nó như thế nào đúng không? Và theo như những gì đang diễn ra đây thì chắc chỉ trong vòng một tuần nữa thôi là chúng ta sẽ có báo cáo tài chính quý 2 của công ty. Và theo như cái đây là cái báo cáo đây là website của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Alo. Theo như các cái ngày mình đang nhìn đây thì hôm quý 1 vừa rồi được công bố khá sớm vào ngày 20. Ở quý 4 thì tận ngày 30 tháng 1, rất xa. Quý 3 năm ngoái là 31. Quý 2 năm trước, à đây là báo cáo so sánh 28, 27 như vậy chỉ có đúng quý 1 vừa rồi là ngày 20, tức là chính xác tương đương với ngày hôm nay thôi, là công bố rất sớm rồi. Còn phần lớn là nó cũng phải 27, 28 đúng không? Vậy là chúng ta sẽ phải chờ khoảng một tuần nữa đúng không? Là chúng ta sẽ có cái báo cáo tài chính kiểm toán năm đúng không? Kiểm kiểm báo cáo quý 2 đúng không? Sau đó một tháng sau thì bắt đầu có báo cáo cho xét 6 tháng đầu năm. Ở đây thì chúng ta sẽ vào thử. Chúng ta sẽ xào luôn. Và như vậy chúng ta chỉ còn mỗi báo cáo chính đúng không? Và một số thông tin của doanh nghiệp thôi, đúng không? Còn nhiều thông tin nữa đâu. Và ở đây thì mình sẽ bật hai cái này nhé. Và chúng ta sẽ bật hai cái để vừa xem mua xem bên số chính và ngược lại là chúng ta sẽ xem thêm mình luôn. Và đây rồi, chúng ta sẽ thử xem. Và đây sẽ là 31 tháng 3 2023. Và chúng ta có hai các cái thời điểm xa hơn đúng không? Là 31 tháng 12 và 2022 2021. Như vậy là chúng ta cũng sẽ đến với đây là tổng tài sản. Và 1.800. Còn đây là 1.500. Như vậy chỉ riêng trong năm 22 đúng không? Vậy là tài sản tăng rất là khá. Vậy tăng đến 18%. Và mục thứ hai là chúng ta sẽ có đến tiền. Tiền đây rồi. 221 tỷ. Và cái đầu tư nắm giữ đến ngày hạn là 41. Bằng 221 và 41. Và 10 14%. Và tí nữa chúng ta sẽ xét công nợ một tí đúng không? Xem tình hình của TSG sẽ ra làm sao. Và bên kia tiền mặt là 219 và chúng ta cộng với 32 tỷ tiền gửi mà 16 đúng không? Và chúng ta có thiết bị số 4 số 5 tất nhiên đi qua thôi bởi vì mình nghĩ tiền thì đa phần mọi người đều biết cũng không có cái gì quá đặc biệt cả. Vâng đây rồi, vâng chú thích luôn đúng không? Bê tông Tico và bê tông Tico Tân Phước đúng không? Và công ty mẹ. Nhóm công ty đã cầm cố các khoản tiền gửi tại ngân hàng BIDV chi nhánh Tiền Giang để đảm bảo cho các khoản vay bảo lãnh ngắn hạn. Công ty xây dựng thủy lợi Tico đầu tư nắm giữ đến ngày đó ạ. Và hai quan hệ với BIDV.
Và thuyết minh 23 là sau nhá. Đấy là cái chúng ta nhìn thấy cái bóng như vậy. Rồi. Và nếu mà chúng ta cần thiết nữa đúng không? Cái báo cáo quý 1. Và rất liền mạch. 198 đúng không? À, tổng tài sản đã. Và 1802 như vậy là nó cũng mà nó còn giảm nhẹ. Thế còn về tiền mặt đúng không? Đây là 198 và đây là 42. Như vậy là 13%. Và như vậy tỷ lệ 3 kỳ gần đây đúng không? Là cũng bình thường thôi. Khá bình thường. Ở đây thì mình sẽ bật thêm cái báo cáo toàn năm 20 nhé, để chúng ta soi nốt 2 kỳ sau nữa đúng không? Là 20 và 19 đúng không? Như vậy là gần như là chúng ta sẽ phun được một thời gian rất dài của doanh nghiệp. Và lúc đấy là 1.400 và đây là 1.200. Vâng, thử xem nào. Vâng, năm 20 so với năm 19 tăng 16, đúng không? Năm 21 so với năm 20 tăng 7. Và 22 so với vừa rồi thì tăng 18, đúng không? Gọi là tài sản của công ty vẫn tăng đều. Vâng. Tiền mặt thì lúc đấy có 151, đúng không? Và 41 gửi ngân hàng kỳ hạn. Như vậy cũng khoảng 13%. Vâng, kỳ trước 164 và đây là 14. Như vậy 14 đúng không? Như vậy cái tỷ trọng giữa tiền mặt và tài sản là nó có một cái mối quan hệ nhất định đúng không? 13 14 13 16 14 và là và lại 13 đúng không? Đấy là cái thực tế là mình nhìn được như vậy. Và chúng ta tính tiếp cái thứ hai đúng không? Là phải thu đúng không? Phải thu đây là 335 tỷ. Phải thu dài có 300 triệu thì thôi đúng không? Vậy chúng ta sẽ không cần phải thu. Và 335 tỷ. Thời điểm này là 266 đúng không? Như vậy là khoảng 17 và 18%. Và đi kỹ là chúng ta thấy có cái dự phòng phải thu có đòi đúng không? Nên chúng ta mới có cái cuộc không đòi được mà đến tận 10 năm và đã trích lập rồi muốn xử lý cho nó xong. Và chỉ riêng trong 22 thì cái này nó đã nhảy lên khoảng tỷ 8 rồi. Và đáng kể nhất trong cái này thì chính là thuyết minh số 6 đúng không? Nên là phải tụng các khách hàng. Chúng ta sẽ số 6 xem là cái gì. Đây. Phải thu từ bán vật liệu xây dựng. Và phải thu từ bán bê tông. Mà 221 tỷ. Như vậy trong cái 292 này thì có đến 221 là bê tông. Phải thu từ hoạt động thi công công trình xây dựng. Và đây đây xe lắp này. Chứ còn bán vật liệu xây dựng thì không bị nấu ấy. Và bê tông kia là rất ghê gớm. Vâng, như vậy là chúng ta cũng nhìn dự chi tiết các phải thu này như sau. Và công ty hoàn thiện 11 tỷ. Công ty xây dựng Hiệp Hòa 10 tỷ, công ty xây lắp 368 8 tỷ 9. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Bến Tre 7 tỷ 2. Khác là những cái nhỏ hơn là 200, như vậy họ rất nhiều khách hàng. Như vậy chứng tỏ là cái này mức độ có an toàn mình nghĩ là cũng là cao đúng không? Bởi vì những cái to thì cũng chỉ có thế này thôi. Những cái to to mà cũng cũng chỉ được như thế này thôi. Vâng, như vậy và chúng ta sẽ ghi thêm để hình dung ra sự việc. Thứ nhất là phải thu thì chủ đạo là bê tông. Vâng, đấy là chúng ta. Vâng. Và trong bê tông thì 221 mà trên 292. Vâng, chắc là mình nghĩ là phải đến 70%. Vâng, cái phần thứ hai là xây dựng
thi công công trình xây dựng là chắc là khoảng hơn 20 trăm, còn lại các môn còn lại thì mình nghĩ chắc cũng không có gì cả, và không không có gì cả. Tất nhiên tỷ lệ đây là tỷ lệ mình xem gần nhất là tỷ lệ 22 nhá, lần trước thì có thể là sao nó khác một chút, và nhưng mình nghĩ là nó cũng loanh quanh ở đấy chỗ đấy thôi. Và đấy là cái những cái mình nhìn được nó khoảng như vậy. Và đây và chúng ta ngó nghiêng tí mà thành có đúng không, đúng rồi, bê tông vẫn lớn nhất đúng không? Sau đó đến cái thi công công trình 8 tỷ. Ở đây thì nhìn được nhiều thông tin hơn một chút đúng không, bằng cũng Bến Tre đúng không? Rồi xây dựng Hiệp Hòa hoàn thiện đúng không, 3 giờ 8, vâng đấy là những hàng ruột rồi. Ở đây thấy là ban quản lý dự án phát triển đất huyện Chợ Gạo đúng không? Rồi Gò Công, và lúc đầu chuyên đi thi công mang tính chất đầu tư công rồi. Rồi, đúng không? Đây là cái số dưới. Và thuyết minh số 7 và 8 đúng không? Xem lúc cố mà xem lúc cái số 8 trả trước cho người bán. Và cũng có một ông hoàn thiện nữa. Ông Tân hoàn thiện. Và bắt ông đấy. Và cứ như kiểu chưa quyết toán với nhau. Một bên thì phải thu bên trả trước, đúng không? Nhưng mà chưa chưa quyết toán. Và đây không thấy ghi phải thu các bên có liên quan. Cái trả trước này thì có này đúng không, nhưng mà cho đến 9 triệu là không có gì. À, tạm ứng cho nhân viên đúng không? Tạm ứng cho nhân viên đúng không? Chắc là để ứng ra để làm kinh doanh rồi đúng không, nhưng mà nhân viên ai đâu, mình nghĩ là lãnh đạo thôi. Và nợ xấu đúng không? Bê tông nợ xấu phần lớn là bê tông. Đúng rồi, thực ra phải thu to thì nợ xấu sẽ to. Thi công công trình xây dựng đây vào năm rồi thì thấy thi công giảm trước 6 tỷ về 3 tỷ mà thu được bớt. Cái bên kia thì vẫn phình ra, và nợ xấu cũng là bê tông. Bê tông rồi. 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 Rồi đúng không, như vậy là phải thu khác thì là tạm ứng nhân viên rồi, và như vậy là chúng ta hình dung được sự việc một chút rồi. Và mà chúng ta sẽ ghi thêm cái phải thu bên này. Rồi, đây là 235, đây là 243, và mình nghĩ là tỷ trọng cũng không khác biệt nhiều, 19, 16, 17, 18 đúng không? Và phải thu của quý 1 vừa rồi đi là 283. Vâng, là 15%. Vâng. Và bên tài sản ngắn hạn chỉ còn đúng cái này thôi, đúng không? Hôm nay khả năng là chúng ta sẽ cố gắng nốt cái giải thích, nốt cái xem cái này là bóng nó là cái gì. Vâng, 600 tỷ, 37%. Đúng không? Gần như hình như là tài sản to bự nhất rồi. Đúng rồi. To to nhất rồi, 600 tỷ. Vậy là chúng ta sẽ đến xem thuyết minh báo cáo chính giải thích như nào. 628 vào lúc đấy 33, năm trước 49 thôi. Và như vậy là tồn kho tăng. Và chắc chắn là liên quan đến cái tổng đầu tư rất tăng rất mạnh bắt đầu từ năm 22. Chứ ngày xưa thì cái tổng mức đầu tư thì cũng tăng thôi đúng không? Nhưng mà không có nhiều đúng không? Đây 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 đến đúng đây đúng không? Và chúng ta cũng nhìn thấy bóng ở đây, hàng tồn kho cũng cũng đầy thật đúng không? Đấy, chứ không phải là giả. Tuyên số 10 nó đây rồi, đúng rồi. Nguyên vật liệu thì có mấy chục tỷ, cái này chắc mấy ông buôn vật liệu xây dựng. Thành phẩm thì 52 tỷ, thành phẩm bất động sản là 60, à, đến đây là có 43 tỷ thôi. Và chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. Vâng, đây rồi. Và chính là bất động sản luôn.
Và cái một sao chính là bất động sản. Quyền sử dụng đất tại dự án khu dân cư Long Thạnh Hưng, dự án đường Nguyễn Trãi nối dài và khu dân cư hai bên đường, dự án đường Nguyễn Trọng Dân nối dài và khu dân cư đường được thế chấp để đảm bảo cho các khoản vay dài hạn của công ty tại quỹ đầu tư phát triển của tỉnh Tiền Giang. Và như vậy là lấy cái cũ đúng không để cắm. Và hai cái này thì mình chưa chắc là đầu báo cáo thông tin thì nghe thấy rồi, nhưng mà ở trong các bác chắc các cái báo cáo à đại cổ đông gần đây thì không thấy nhắc nữa đúng không? Gần như là kinh doanh xong rồi và chắc còn một ít dự án mà cắm đúng không? Và mình nghĩ là phần lớn trong cái này khả năng chính là cái đường Nguyễn Trọng Dân và hàng tồn kho là chủ yếu là bất động sản, và chủ yếu là bất động sản. Và ở đây theo như người ta đang nói là quyền sử dụng đất đúng không, chứ gọi là cho nói trắng ra giống như mình gọi là sổ đỏ, quyền sử dụng đất đúng không, khu dân cư. Vâng, chính là nó rồi. Vâng, và trong ngày hai nó tăng vọt lên và mình nghĩ khả năng cao là cái đường Nguyễn Trọng Dân rồi. Thành phẩm bất động sản của công ty cũng có thành phẩm là cái này có 43 tỷ, đất nền phân lô thuộc dự án khu dân cư Long Thạnh Hưng đúng không, thị trấn Chợ Gạo Tiền Giang. Ồ, từ sớt đến Chợ Gạo như vậy chính là huyện Chợ Gạo rồi đúng không, như vậy huyện lỵ của bà Vàng đây chính là cái địa phương nằm ngay bên cạnh bên phải của bên thành phố Mỹ Tho rồi, chính là nó rồi. Như vậy đến giờ gần như là các huyện đều có mặt hết. Mình thấy ở kia là bốn cái rồi, thêm Chợ Gạo nữa ngay bên cạnh Mỹ Tho nữa. Khu nhà ở xã Thương mại xã Trung An thành phố Mỹ Tho thì ra dự án đường Nguyễn Trãi nối dài và một khu dân cư tại thị xã Gò Công tỉnh Tiền Giang. Và như vậy là cái này gần như là trùng với đường Nguyễn Trọng Dân, à cùng địa phương với đường Nguyễn Trọng Dân. Và đấy là cái giải thích tại đấy lúc đấy mà chúng ta chạy qua nốt các cái kia xem nha. Vâng, hai cái kia thì 373, 301 đúng không? Đấy là thời điểm trước. Vâng, đến quý 1 vừa rồi nó vẫn tăng thêm. Vâng, vẫn tăng thêm và tỷ trọng ngày càng cao. Và tỷ trọng ngày càng cao. Và đây xuống kiểm tra xem nha. Vâng, xuống dưới. Vâng, vẫn còn tạm ứng đúng không? Phải chỗ khác nữa. To, rất to chỗ này. Và nợ xấu đây, vẫn khách hàng là bê tông thôi. Hàng tồn kho đây. Đúng rồi, và chúng ta xem thử thuyết minh một tí xem nào. Tại khu dân cư Long Thạnh Hưng, là dân cư chung là. Và lúc này thì chưa có cái chưa 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 có cái thứ ba là đường Nguyễn Trọng Dân, đấy là hồi năm 20. Và khu dân cư bên đường bao gồm cả biệt thự mẫu thuộc dự án đường Nguyễn Trãi đúng không? Vậy là năm nay là vẫn hai cái kia. Như vậy là công ty cũng rất có một cái tiểu sử kinh doanh liên quan đến cái hình 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 thức thi công đường, rồi có đất cát làm bất động sản và cũng cắm đúng không? Cắm hết rồi. Và cuối cùng thì chúng ta xem thử quý 1 xem như nào. Phải thu chắc chắn là vẫn là bê tông rồi. À, tồn kho đây. Và nó tăng nhẹ thôi, chỉ có cái thành phẩm là mình thấy nó tăng nhanh đúng không, 51 đến 91, còn cái nguyên vật liệu thì 37 đến 50 cũng tăng khá đúng không, và cái dở dang thì không tăng mấy đúng không, 494 đến 496 không có gì cả. Thành phẩm bất động sản thì Long Thạnh Hưng này, rồi Trung An này, rồi đường Nguyễn Trãi nối dài này đúng không, bên kia lúc nãy nó còn có thêm cả cái tiền nữa. Còn chỗ này không 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 cái hai sao là không có không không với trong dân dân ở cái kia thôi, là xếp hàng gọi là dở dang. Ok, khả năng hôm nay mình sẽ tạm dừng ở đây đúng không? Chúng ta bắt đầu có một chút thông tin về bà con chính đúng không? Trong đó thì đáng kể nhất chính là tồn kho là thứ lớn nhất của công ty và đặc biệt nó tăng rất là mạnh trong năm 22 đúng không, và liên quan đến khả năng cao liên quan đến đường Nguyễn Trọng Dân đúng không? Mà chúng ta
có đọc gần đây, và mình dự đoán là trong vòng thời gian tới, 23 mà thậm chí có thể 24, thì hai cái dự án này nó cũng sẽ làm cho tồn kho còn tăng nữa lên, đúng không? Chứ không phải như thế. Ok, hôm nay dừng đây.